này dở dở lọt cá nha các bạn, lọt cá này nha, đó, đổ lên như đây nè, dở lọt lọt đổ vậy đó, ghê chưa? Chưa đâu nha, còn trong đây nè, hai cái này cỡ hơn 20 kg rồi, chắc chắn hơn 20 kg. Đồ cái thùng nó nhỏ quá không hết rồi, phải lấy gì đựng nữa rồi. Có mấy con nó đói rồi. Ít quá, có mấy con nó đói rồi, ít quá. Rồi, xếp đi, để thủ vậy. Cái gì vậy? Bọc cũng có đâu, con cá à, tao mới kiếm rồi. Mấy cái cá rượu bao chắc ăn. Cá bao kìa, có bao kia xài được không? Bao kia chắc hết rồi. Bắt bắn mấy cá đó vô đây với hút mớ cá phi với bỏ cá phi bự cho chúng cá phi bự hồi nãy á. Đầu tiên á. Không mới cá vô đi. Phải không? Đâu phải cái này. Phải không? Không còn một. Ủa con nãy nằm trong thùng mà. Nãy đổ vô. Đổ đó hả? Không, nãy đổ vô miếng hết rồi đó. Không. Cái này mới cỡ sao. Rồi mới gỡ xàm vô đó đó hả? Ừ. Mà giữ gì ta? Cái đùng đó đó, cái đùng nó như đây đó. Mà mình đâu có dí đập gì không? Không. Dạng không. Mấy con nữa thôi, rồi hai đứa xách về nhà ăn đi. Rồi, được rồi, cậu lên tôi. Thôi là mang máng sàn chút luôn. Hai đứa về sớm đi, đưa thủ về nhà. Mưa rồi. Vừa nãy đã bọc rồi. Máng sàn chút. Nhiều lắm các bạn, nói chung cá rất nhiều luôn á. Mưa tới mùa hè rồi. Cái thùng rồi đổ vô gì nữa, thôi đổ. Đổ vô bao, có rồi bao đi. Nhiều quá mà về vợ hỏi hôm nay đánh vô mánh đâu à. Để bao thử. Đục, quá trời luôn nội. Rồi, thôi mình xin phép cúp chim béo đây nha các bạn nha. Coi như ngày nay đánh được chỗ đây thôi. Mai bắt đầu mai mốt đánh tiếp. Cái chu vi đùng mình vô đây các bạn. Bên đây nữa nè.